Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ bảy, ngày mùng 2 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung chính có trong chương trình. Đoàn công tác của Chính phủ do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn làm việc tại tỉnh Hưng Yên về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát phát triển hạ tầng giao thông và đô thị tại huyện Kim Động, Ân Thi. Đặc sắc nghi thức rước kiệu trong lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến. Thưa quý vị và các bạn, đi đến tận cùng vấn đề, giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, đó là quan điểm chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng đoàn công tác của Chính phủ tại buổi làm việc tại tỉnh Hưng Yên chiều qua. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, cùng các đồng chí thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành địa phương của tỉnh. Tại buổi làm việc, bên cạnh tiếp tục đề xuất kiến nghị 10 nội dung đã được các bộ ngành trung ương giải đáp, giải quyết nhưng chưa rõ, chưa thỏa đáng, tỉnh Hưng Yên tiếp tục đề xuất kiến nghị 17 nội dung mới. Một vấn đề được tỉnh Hưng Yên rất quan tâm và nhiều lần kiến nghị là đề nghị nâng tỷ lệ xây dựng khu vực vùng bãi sông lên mức cao hơn thay vì 5% như quy định hiện hành để tạo không gian phát triển mới, giải phóng tiềm năng của gần 9.500 ha đất vùng bãi sông Hồng, sông Luộc. Hiện nay cái việc mà khai thác tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế xã hội của vùng bãi, các vùng sông thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình gặp nhiều khó khăn vướng mắc, không triển khai được, đặc biệt là do hạn chế về cái tỷ lệ xây dựng theo cái quyết định số 257 và quyết định 492 của Thủ tướng Chính phủ. Thì để tháo gỡ, tỉnh Hưng Yên đề nghị là khi duyệt quy hoạch tỉnh thì cho phép nghiên cứu toàn bộ cái diện tích ngoài bãi sông Hồng và sông Luộc với diện tích tự nhiên khoảng gần 9.500 ha phát triển kinh tế xã hội. Tự nhiên cũng đề nghị là cho phép xây dựng là 15% ở các bãi sông được phép nghiên cứu. Như vậy là tăng thêm khoảng 10% nữa. Nếu tăng lên 10% thì các giải pháp an toàn đê nó phải kèm theo. Khu đất dịch vụ Phùng Công ấy đã giải phóng xong hết rồi, san nền xong hết rồi, bên dân bỏ phiếu rồi, bây giờ gấp phiếu rồi, các hộ có can hết rồi. Thế chuẩn bị bàn giao cho dân thì Bộ Nông nghiệp có phanh là phanh ạ. Rồi đây là ảnh hưởng đến thoát lũ cái điều. Cái này ấy, là 257 là có năm 2016, dự án này tháng 7 năm 2017 bắt đầu sang gạt thi công. Như vậy là làm sau khi có 257 một năm. Chính cái này mà nếu mà làm trước đó thì lại là chuyện khác. Chung cư thì 24-20 năm đã làm rồi mà. Tức là làm trình tự thu hồi đất của dân và thỏa thuận dân trong rồi trả tiền dân. Thì hai bắt đầu mọi thứ xong thì 2018 mới bắt đầu mới san gạt. Thì cần 257 thì 2016. 24 tôi đã làm rồi. Thì vậy tôi có trước 257. Về cái tỷ lệ 5% ấy, qua nghiên cứu về 257 anh phải cho làm quy trình nhận. Thậm chí Hưng Yên chúng tôi sẵn sàng bỏ ra mấy trăm tỷ chạy lại thì thủy văn. Bởi cái thủy văn nó cái thời điểm cách đây 50 năm, bây giờ thì nó khác rồi. Tất cả bao nhiêu trạm nhà máy phát điện thì dòng sông bây giờ như cái chỗ, cái tốc độ chảy trên đất dây bây giờ nó bằng một nửa ngày xưa thôi, nên cái độ xoáy độ dòng cản nó khác hẳn. Tức là tất cả mọi thứ đều giả định mà. 257 của Bộ Nông nghiệp chính cũng là giả định, dòng nước chảy cũng là giả định, nhưng khi áp dụng thực tế thì nó là chót chặt, không làm gì cả. Đấy là cái bất cập. Lúc mọi thứ đều tương đối làm sao có tuyệt đối đâu, nhưng khi làm thì lại tuyệt đối hóa. Chúng tôi có tất cả là 9.500 ha, trừ đất hiện hữu của dân là 4.000 thì còn 5.400 ha. Nhưng mà nhặt các bãi sông hiện nay chỉ có 2.000 thôi. Thế lý do gì mà chúng tôi 9.500 thì chúng tôi bỏ có 2.000 thôi? Được phép xây dựng trên 2.000 là 5% của 2.000 ấy. Đề nghị một số cái nội dung về chỉ tiêu đất đai thì cái này bao gồm cái nội dung về điều chỉnh về cái tăng cái đất phi nông nghiệp và giảm cái đất nông nghiệp trong cái giai đoạn đến năm 2020-2030. Hưng Yên đang đề xuất là tiếp tục giảm khoảng 10.900 ha đất nông nghiệp. Hiện nay thì hầu như các tỉnh đều xin giảm cả. Đấy, Bộ Tài nguyên Môi trường cũng rất là chia sẻ với Hưng Yên. Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đã tổng hợp và cũng đã có cái điều chỉnh cái chỉ tiêu mà từ kế hoạch 2026-2030 để về thực hiện trong năm 2025, đặc biệt đối với khu công nghiệp của Hưng Yên. Vừa rồi là Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đã có cái tờ trình Chính phủ điều chỉnh riêng cho Hưng Yên là tăng thêm 360 ha nữa. Một số vấn đề khác được tỉnh Hưng Yên kiến nghị là việc di rời 16 doanh nghiệp để thực hiện dự án đường vành đai 4. Việc phân cấp cho địa phương được chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa trên 10 ha được đánh giá tác động môi trường đối với một số dự án. Việc điều tiết và sử dụng quỹ lương, quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp giáo dục, các vấn đề liên quan đến khu công nghiệp Thổ Hoàng và khu công nghiệp số 3. Một số vấn đề được đại diện các bộ ngành trung ương giải thích làm rõ ngay tại cuộc làm việc theo tinh thần thẳng thắn cởi mở.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa trân trọng cảm ơn chính phủ và các bộ ngành đã tích cực vào cuộc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Hưng Yên. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục nhận được sự quan tâm của chính phủ và các bộ ngành để tháo gỡ, giải quyết ngay nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh. Thì tôi rất mong là các bộ ngành quan tâm đến những vấn đề cụ thể để giải quyết ngay trong ngắn hạn mà tỉnh Hưng Yên đang phải đối mặt liên quan đường vành đai 4. Thì tôi đề nghị chỗ này thì Bộ Tài nguyên Môi trường phối hợp với các bộ ngành nên có sự thống nhất để tháo gỡ những vấn đề cụ thể mà pháp luật chưa quy định là tái định cư đất cho các doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp có đất bị thu hồi. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chúng tôi cát thì chỉ đáp ứng được 1/10 so với nhu cầu, mỏ đất không có. Mà hiện nay bây giờ vẫn có tình trạng ở địa phương nào mỏ đất, mỏ cát cơ bản dùng cho công trình đầu tư công trên địa bàn của tỉnh mình. Thế những cái địa phương khác như địa phương tỉnh Hưng Yên này thì sẽ rất khó. Thế cho nên tôi kiến nghị với cả Bộ Xây dựng tham mưu với cả Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kiên quyết tháo gỡ. Thực tế hiện nay chúng tôi đang thiếu hụt và các nhà thầu đang rất lo lắng khi triển khai những cái đại công trình từ đường vành đai 4, từ tới đây triển khai cái đường ven sông Hồng, một loạt các dự án bây giờ dự án lớn về hạ tầng giao thông vài nghìn tỷ cho đến chục nghìn tỷ thế này thì rất đáng lo ngại. Việc giao đất cho các hộ có đất bị thu hồi trong dự án EcoPark để làm đất dịch vụ. Đấy, đây là cái cam kết và món nợ của chính quyền Hưng Yên đối với cả người dân có đất bị thu hồi ở trong dự án EcoPark thì cũng rất là mong các anh quan tâm. Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh qua 3 lần làm việc trực tiếp của đoàn công tác, tỷ lệ giải quyết kiến nghị của tỉnh là tương đối cao. Tuy nhiên một số kết quả giải quyết kiến nghị của các bộ ngành phần nào vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng mong muốn của tỉnh. Chúng ta phải giải quyết đúng vào cái tình hình thực tế khó khăn của địa phương. Mà giải quyết triệt để đến bao giờ dứt điểm được thì coi như mới giải quyết xong. Chứ còn mà trả lời tôi đã có công văn số ngày này không cứ thế mà làm. Về địa phương của cái này càng khó làm. Không biết là thế nào để làm được thế thì rất ngay. Đây không phải là cái mục tiêu của chúng ta giải quyết việc này. Với tinh thần như vậy thì tôi đề nghị là chúng ta phải giải quyết những cái khó khăn của địa phương đặt ra trong trước mắt. Với cách như thế nào đấy để thanh toán được những cái nợ nần này, để đáp ứng được cái phục vụ cho cái phát triển kinh tế xã hội, phục vụ cho nhân dân đấy, mà giải quyết sớm. Tôi nói phần lớn những cái này là chúng ta có thể tập trung giải quyết được ngay trong quý I này. Đấy. Hoặc là nếu mà còn anh chờ cấp có thẩm quyền, chờ thủ tướng mình không quyết định được những cái việc đó thì cũng cùng lắm là đến quý II. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị tỉnh Hưng Yên cần đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung thu hút và chọn lọc các dự án lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Chúng ta tiếp tục đấy, cái con đường chúng ta đã lựa chọn, chúng ta đã đi. Phải tập trung vào công nghệ điện tử, công nghệ cao, không cần phải là cái giai đoạn mà giải quyết công việc làm nữa. Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đấy, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh bền vững, khuyến khích thanh niên khởi nghiệp, mở rộng doanh nghiệp, tận dụng vốn, tiếp tục cái mô hình tăng trưởng lấy chuyển đổi số là cái đột phá cho sự phát triển. Nếu không có chuyển đổi số không thể có năng suất cao được. Đấy, trong quản lý quản trị xã hội, trong môi trường, trong phục vụ nhân dân, đấy, phải có cái chuyển đổi số. Đây chúng tôi làm đề án 06 là thấm thía lắm. Hưng Yên cũng đang có cái điều kiện rất thuận lợi để làm cái 06 này, cái chuyển đổi số này, toàn xã hội số. Đấy, nhà máy, công trường, doanh nghiệp số hết, giao dịch nhân dân số hết. Đấy, tỉnh thông minh, thành phố thông minh như thế, chính phủ điện tử là thế. Nếu bây giờ số thế còn lằng nhằng lắm, đưa vào nửa số nửa giấy nữa tốn thêm tiền. Vẫn liên lạc số, vẫn phải in ra giấy. Đấy, thì nó vất vả hơn lên. Để phải dứt điểm những cái chuyện này, tập trung đầu tư nguồn lực để phát triển cái kết cấu hạ tầng, phát triển các cái khu cụm công nghiệp, đô thị, dịch vụ, đẩy mạnh cái tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh cái tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, nhất là cái kết nối giao thông. Hôm qua, hai đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Xuân Tiến,
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng hai tổ tiến hành giám sát chuyên đề về kết quả việc triển khai thực hiện chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 tại hai huyện Kim Động và Ân Thi. Từ năm 2021 đến nay, huyện Kim Động đã đầu tư nâng cấp cải tạo mở rộng được 87 km đường giao thông, xây dựng hai cây cầu, kinh phí thực hiện gần 1.000 tỷ đồng, hoàn thành 4 dự án chuyển tiếp với chiều dài trên 17 km. Còn lại 11 công trình, dự án đầu tư mới, đến nay đã có 3 dự án hoàn thành, 4 dự án đang thi công, triển khai xong bước lập quy hoạch chung đô thị khu vực xã Toàn Thắng, Nghĩa Dân và Thọ Vinh Phú Thịnh, lập đồ án công nhận khu vực xã Thọ Vinh Phú Thịnh đạt tiêu chí đô thị loại 5. Năm 2023, huyện đã triển khai xây dựng 26 dự án hạ tầng kỹ thuật trong đô thị với nguồn vốn gần 500 tỷ đồng. Đồng chí Lê Xuân Tiến đề nghị đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu, cần nâng cao trách nhiệm, năng lực trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quản lý, rà soát, lập quy hoạch phát triển đô thị của huyện, trong đó tập trung đánh giá từng tiêu chí trong xây dựng phát triển đô thị, quan tâm giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án. Các vướng mắc kiến nghị của huyện được tổ giám sát tổng hợp trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp. Thời gian qua, huyện Ân Thi đã xây dựng 276 tuyến đường các cấp, từ đường thôn xóm, đường ra đồng đến đường huyện với chiều dài trên 220 km, tổng kinh phí xây dựng là trên 2.250 tỷ đồng. Với lĩnh vực quy hoạch và xây dựng hạ tầng xã hội và đô thị, huyện đã đầu tư gần 600 tỷ đồng để xây dựng mới và sửa chữa các cơ sở y tế, nhà văn hóa, trường, lớp học. Đại diện đoàn giám sát biểu dương huyện Ân Thi đã nỗ lực triển khai thực hiện chủ trương xây dựng huyện theo hướng phát triển công nghiệp và đô thị theo định hướng nghị quyết Đảng bộ tỉnh. Là huyện làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, đô thị. Với quy hoạch xây dựng 3 khu công nghiệp và 5 cụm công nghiệp, huyện cần chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về dịch vụ để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, quan tâm chăm lo đào tạo chuyển đổi nghề cho nông dân đã nhường đất cho các dự án, cũng như tạo môi trường phát triển dịch vụ đáp ứng các điều kiện dịch vụ phụ trợ phát triển khu công nghiệp trên địa bàn. Cùng với ngân sách cấp trên, những năm gần đây, huyện Yên Mỹ tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng nhiều dự án công trình giao thông quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Xác định khi tuyến đường DT381 chạy qua xã Giai Phạm được nâng cấp mở rộng sẽ cao hơn nền nhà, song các hộ dân sinh sống hai bên đường vẫn tự nguyện tháo dỡ công trình để đơn vị thi công thực hiện dự án. Từ sự đồng thuận của nhân dân, chỉ sau 8 tháng triển khai, đến nay trên 1 km đã cơ bản hoàn thành, đường được trải áp phan, có mặt rộng hơn 10 mét, dây điện ngầm, có vỉa hè hai bên, hệ thống chiếu sáng, thoát nước, nhân dân rất vui mừng, phấn khởi. Trước kia là đường ở đây nó nhỏ hẹp, mà đi lại là khó khăn, giao thông nhiều khi nó cứ tắc nghẽn. Thế nên bây giờ nhờ ơn Đảng, nhờ chính quyền làm cái công trình, cái tuyến đường này cho dân thì chúng tôi cảm thấy là phấn khởi, mà gọi là mỹ mãn rồi. Nhếch nhác, nhỏ hẹp, thường xuyên tắc đường khi đến giờ tan tầm, thì nay tuyến đường DH34 đã trở nên sạch đẹp sau gần một năm triển khai, vừa giải phóng mặt bằng vừa thi công. Tuyến đường rộng trên 10 mét được trải áp phan, làn đường hai bên, vỉa hè, cây xanh không chỉ làm thay đổi cảnh quan mà còn giúp việc lưu thông được thuận tiện. Ngoài các tuyến trên, huyện Yên Mỹ cũng đã đầu tư và hoàn thiện nhiều dự án giao thông khác như dự án DH42 kéo dài và DH23. Mỗi tuyến có chiều dài 2,7 km đáp ứng nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế của nhân dân. Tôi cảm thấy rất là phấn khởi và thuận tiện rất nhiều cho tất cả các phương tiện, sạch sẽ, đẹp đẽ, thật là tuyệt vời. Năm 2024, huyện Yên Mỹ có kế hoạch thực hiện 32 dự án xây dựng cải tạo nâng cấp các tuyến đường giao thông, tương đương với trên 60 km. Trong đó có 14 dự án mới và 18 dự án chuyển tiếp từ năm 2023. Để hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đề ra, bên cạnh việc tập trung thủ tục đầu tư, các đơn vị chuyên môn đang tập trung phối hợp, hỗ trợ đôn đốc nhà thầu trong các khâu giải phóng mặt bằng, thanh toán khối lượng. Với các dự án của năm 2024, thì phía Ủy ban huyện Mỹ, Ban Quản lý cùng các đơn vị liên quan đã thực hiện các thủ tục của giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Ngay từ đầu năm, các đơn vị tư vấn thiết kế cũng đã tiến hành khảo sát, lập hồ sơ để trình các cơ quan có liên quan để thẩm định các hồ sơ và phê duyệt. Với những các công trình đã có mặt bằng thì tiếp tục triển khai ngay các vị trí chưa mặt bằng, thì vừa thi công xây dựng vừa triển khai công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng.
Tập trung nguồn vốn đầu tư cùng với sự đóng góp của người dân, đến nay hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã có nhiều đổi thay, qua đó góp phần không nhỏ vào thu hút đầu tư và sớm hoàn thiện mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất. Thực hiện chương trình tổ chức khám sàng lọc bệnh nhân dịp tháng thanh niên 2024, sáng nay tại Trung tâm Y tế huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Trung ương Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Tới dự có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương. Những đối tượng được khám bệnh trực tiếp ưu tiên dịp này gồm gia đình chính sách, người cao tuổi có bệnh lý nền, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, đối tượng khám sàng lọc ung thư phổi là người trên 40 tuổi. Trong đó có khám bệnh tổng quát và chuyên sâu, chụp X quang và các chương trình y tế công cộng cho người dân, sử dụng xe chụp lưu động và thiết bị xét nghiệm nhanh của Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam, bao gồm xét nghiệm tiểu đường và ure máu, kiểm tra nhịp tim và huyết áp, X quang thẳng, điện tâm đồ, siêu âm, khám nội tổng quát, khám chuyên khoa tai mũi họng, chuyên khoa mắt, triển khai tư vấn cài đặt app Spherica chăm sóc sức khỏe từ xa cho người dân có nhu cầu, tư vấn sức khỏe và dinh dưỡng, tặng quà và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Dịp này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Bón, 101 tuổi, sinh năm 1923 ở thôn Khúc Tháp, xã Phụng Công, huyện Văn Giang. Với chủ đề thanh niên ân thi xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tháng thanh niên của huyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực số, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Huyện đoàn trồng vườn cây măng non tại trường tiểu học Đào Dương, làm đường cờ tổ quốc tại xã Hồng Vân, trồng và gắn biển hàng cây thanh niên tại một số di tích lịch sử trên địa bàn huyện. Nhân dịp này, trao 10 suất quà cho các bạn đội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, tặng công trình số hóa địa chỉ đỏ và hàng cây thanh niên cho đoàn thanh niên thị trấn Ân Thi. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong các hoạt động của lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến, sáng nay ngày 2 tháng 3 tại trung tâm khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến đã diễn ra nghi thức rước kiệu truyền thống. Thưa quý vị và các bạn, rước kiệu là nghi lễ truyền thống độc đáo đặc sắc được duy trì và bảo tồn trong lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến. Nghi lễ này thể hiện sự kính trọng và tôn thờ các vị tiên Phật Thánh, những người anh hùng đã có công khai phá và tạo nên cuộc sống yên bình cho thế hệ hôm nay và mai sau. Sau nghi thức tế lễ, các đoàn rước kiệu với sự tham gia của hàng nghìn người kéo dài khoảng 2 km đi qua các tuyến đường Bãi Sậy, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thiện Thuật, Điện Biên và một số đình, đền, chùa thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự. Trong tiếng nhạc lễ âm vang, rực rỡ sắc màu của cờ, hoa, lọng kiệu, trang phục truyền thống, hội rước kiệu tái hiện lại các hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của cư dân vùng đồng bằng Châu Thổ gắn với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, đồng thời tạo sự phong phú, hấp dẫn của các hoạt động văn hóa dân gian, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử dân tộc, về truyền thống văn hóa, thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Việc tổ chức lễ rước kiệu trong lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến là một cái điểm nhấn lễ hội đầu năm cho tất cả các lễ hội thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến cũng như là các lễ hội thuộc các di tích trong thành phố Hưng Yên. Tại các cung đường, hội rước kiệu đi qua, nhân dân và du khách thập phương xung quanh thích thú, phấn khởi theo dõi lễ rước kiệu đã tạo nên bầu không khí rộn rã, vui tươi, vừa linh thiêng mà cũng rất gần gũi đời thường. Người dân ở khu phố Kim Đằng, phường Nam Sơn chúng tôi vô cùng phấn khởi và háo hức để chờ đón ngày hôm nay là ngày rước thánh đi vân du phố phường thì để ôn lại cái truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta cũng như là lưu giữ các cái vốn văn hóa cổ truyền của dân tộc và giữ gìn bản sắc văn hóa của Phố Hiến. Em thấy cảm giác là cái tinh thần đoàn kết của tất cả các xã phường và thể hiện được lòng biết ơn đối với các vị tiền bối đi trước và những người có công. Đây cũng là lần đầu mà em đi xem lễ hội như thế này và kiểu em thấy rất là to, rất là đẹp. Em cảm thấy là lễ hội năm nay rất là hoành tráng này và để lại nhiều điều ấn tượng đối với em. Có thể nói nghi thức rước kiệu trong lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến là một nét văn hóa độc đáo, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát triển các nghi thức dân gian tại các di tích và các phường, xã trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Ngày 1 tháng 3, Ban tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh tổ chức hội thảo nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên. Tham gia hội thảo có đại diện một số ban, sở, ngành,
tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, một số doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các trường đại học cao đẳng trong tỉnh. Cuối năm 2023, tại Trường Đại học Tài chính Quản trị và Kinh doanh, ban tổ chức cũng tập huấn cho sinh viên các nhà trường về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong các hoạt động này, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung như khái niệm, ý nghĩa, vai trò và động lực phát triển, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo địa phương và tầm nhìn cho phát triển khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên, kỹ năng hỗ trợ, phát triển và lan tỏa khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, giới thiệu về cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2024 và hướng dẫn đăng ký tham gia cuộc thi. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.